Do hôm qua, 30 thí sinh nổi bật nhất của hội thi Thủ lĩnh sinh viên thành phố Cần Thơ năm 2022 đã so tài tìm ra gương mặt duy nhất đại diện thành phố Cần Thơ tham dự hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm nay. Thưa quý khán giả, sau khi vượt qua khoảng 1.000 thí sinh tại vòng loại, thì 30 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn tham dự hội thi thủ lĩnh sinh viên cấp thành phố. Các bạn đều là những gương mặt xuất sắc đại diện cho các trường cao đẳng và đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sau đây hãy cùng Thái Hiền trò chuyện với các bạn tham dự hội thi hôm nay nhé. Bạn có thể cho mình biết là tham dự hội thi hôm nay thì nó mang đến điều gì cho bạn ha? Dạ, thứ nhất là em được vui chơi, thứ hai là em được hội nhập với các trường khác, giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Rồi thứ ba là em được nhiều kinh nghiệm về tổ chức mấy cái hoạt động đoàn hội để về truyền đạt lại cho các khóa sau và các bạn hội viên của trường mình. Khi mà tham gia những cái hoạt động này á, thì em sẽ học được những cái kỹ năng mềm giống như là giao tiếp nè, rồi mà em cũng sẽ được năng động hơn. Khi đó thì em đi làm á, thì em sẽ được cái kỹ năng á, là mình có thể là chủ động trong công việc, mình có thể tự tin khi mà mình làm bất cứ việc gì. Bạn thấy khi tham dự cuộc thi hôm nay thì các nội dung thi nó như thế nào? Dạ em thấy nội dung rất là thú vị, không khí nó rất là sôi động và nó cuốn hút em vào cuộc thi, cho nên là tất cả các bạn đều rất là hào hứng và kiểu là rất là tò mò các thử thách tiếp theo của cuộc hội thi năm nay ạ. Bạn đã chuẩn bị cho cuộc thi như thế nào ha? Dạ em cũng đã có ôn các kiến thức về lịch sử, văn hóa, xã hội, rồi kiến thức về đảng, về đoàn, về hội, đội vân vân rất nhiều. Bên cạnh đó em còn chuẩn bị các cái kỹ năng, chắc là sẽ có một ngày rất là vui tham gia cùng với mọi người. Bên cạnh đó là em còn làm quen rất là nhiều các bạn đến từ các trường cao đẳng đại học trong thành phố Cần Thơ nữa. Đây là một cái điều mà không phải là có cơ hội nào mà cũng có thể là được giao lưu như vậy. Thưa quý khán giả, hội thi thủ lĩnh sinh viên trải qua 6 năm với 2 lần tổ chức đã khẳng định được vị thế của mình. Đến nay vẫn là sân chơi duy nhất thu hút đông đảo cán bộ của hội sinh viên thành phố tham gia, thể hiện bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng và thế mạnh của mình trong việc triển khai công tác hội và phong trào sinh viên.